Hôm nay em mang đến cho các bác một siêu phẩm, đó là bộ quấn thư câu đối liền khối. Em xin nhấn mạnh với các bác là tất cả liền khối dày 5 phân cực kỳ đẳng cấp, dành cho các bác nào thích chơi hàng liền khối có 102 trên thị trường. Thì để phòng thờ trở nên sang trọng, linh thiêng và ấm cúng, vì vậy mỗi nhà dù giàu hay nghèo cũng nên có ngay trong phòng thờ nhà mình một bộ quấn thư câu đối. Quấn thư Đức Lưu Quang thì có một bên kiếm và một bên bút, tượng trưng cho sức mạnh và kiến thức. Đức Lưu Quang là lời muốn nói đến những công đức của tổ tiên lưu truyền cho con cháu, soi sáng đường đi của các thế hệ sau, phù hộ cho con cháu những điều tốt đẹp và may mắn. Bên dưới chữ Đức Lưu Quang là rơi ngậm tiền, tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc tràn đầy, sẽ giúp chiêu dẫn tài lộc, hút phúc khí cho gia chủ. Quấn thư liền khối dày 5 phân, em xin nhấn mạnh với các bác là liền khối dày 5 phân ạ. Em sẽ quay mặt và cạnh các bác xem ạ. Hai câu đối là câu Tổ tông công đức thiên niên thịnh, đó là sự ca ngợi về phúc đức của ông cha, là sự cầu mong về tổ tiên phù hộ. Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, là khi tổ tiên ông bà còn sống trên cõi đời này thì phải sống tích đức thì con cháu đời sau mới được hưởng. Góc bốn câu đối là bốn con vật trong truyền thuyết: Long, Lân, Quy, Phụng. Lên bộ quấn thư câu đối này bên em đục lên trơn, nhìn rất đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Câu đối cũng liền khối dày 4 phân, em sẽ quay cạnh và mặt sau các bác xem. Hàng bên em được sản xuất trực tiếp tại làng nghề mộc, không qua trung gian. Bộ này bên em đầy đủ kích thước từ 1m55, 1m75 và 1m97, phù hợp với mọi không gian thờ của mỗi gia đình và được dát vàng Đài Loan 24K, nhìn rất sang trọng và đẳng cấp ạ. Vì thời tiết hay bị lồm và ẩm mốc, vì vậy đằng sau em sẽ bắn văng đầy đủ khi treo lên gỗ cách tường ra để đảm bảo chất lượng gỗ hơn. Sản phẩm bên em được bảo hành 30 năm, miễn phí đổi trả trong 30 ngày đầu và miễn phí giao hàng toàn quốc. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp số 0928 027 555 và số 0926 027 555 hoặc nhắn tin trực tiếp vào Facebook để bên em tư vấn ạ.